Bột bánh xèo hương xưa hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đây là lần đầu tiên mà Thu gia nhập chương trình của Thúy Nga Music Box. Thành ra cũng hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng mà thật là một cái sự vui mừng của Thu. Dạ vâng, em cảm ơn chị đã đến đây chương trình ngày hôm nay. Thì tiếp nối Phương Quế cũng xin giới thiệu đến quý vị một giọng ca đã đồng hành với trung tâm Thúy Nga nhiều năm qua và cũng được quý vị rất là yêu thích. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chào đón nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Trần Thái Hòa xin kính chào tất cả quý khán giả của Music Box của Thúy Nga Paris by Night. Chào cô Lệ Thu và cũng như là chào chị Phương Hồng Quế. Cảm ơn Trần Thái Hòa đến đây ngày hôm nay. Thì trong cái chương trình tâm tình rất là cởi mở như thế này, chị Thu nói là bỡ ngỡ, nhưng mà em nghĩ rằng chị Thu sẽ không bỡ ngỡ vì chị em chúng ta ngồi gần bên nhau, có những cái chuyện tâm tình từ cái thời phòng trà ngày xưa, thì chắc chắn là những kỷ niệm nó sẽ tràn về với chúng ta và chúng ta sẽ không thấy bỡ ngỡ nữa. Thì em muốn hỏi là em thì có lên Thúy Nga Music Box rồi, và em thì em muốn hỏi là từ bữa dịch tới giờ chị Thu có đi hát ở đâu hay là chị làm gì trong những cái ngày bệnh dịch? Thứ nhất đó là hát thì cũng lai rai, nhưng mà ở nhà thì thường xuyên hơn, tại vì chơi đàn một mình rồi hát một mình. Bởi vậy cho nên có những cú phone gọi lại thì cô Thu đang làm gì đấy, thì bảo đang làm thình nhiều hơn. Nhiều hơn. Yeah. Mà trong cái đại dịch này đó, từ hồi nào tới giờ Thu phải thú thật đó, là chưa ít khi nấu ăn lắm, mà cũng không có nấu ăn bao giờ, chứ không phải là ít khi nữa. Thế bây giờ bày đặt là nấu thành ra người ngợm nó đem non, nó nở những cái chỗ mà không cần thiết. Không sao đâu chị, tại vì mình nếu mà mình lớn tuổi một chút đó thì nảy nở đó thì tôi gọi là phúc hậu chị. Yeah. Thật ra chị cứ yên tâm. Dạ, em nghe nói là chị nấu ăn cũng khá lắm, nhưng mà tại vì em chưa có được ăn ké em không tin. Bữa nào phải cho em với Trần Thái Hòa tới ăn ké mới tin. Please, cứ welcome lại. Chị có một cái món mà nổi tiếng ở bên ở khắp nơi. Yeah. Đó là cá thu kho giềng. À, kiểu món người Bắc kho đó. Dạ vâng. Dạ. Cô Lệ Thu mà nấu ăn mà chỉ có phình thôi là còn đỡ, em là còn xém cháy nhà này. Dạ, Trần Thái Hòa ở nhà cũng nấu ăn luôn dạ, hả? Dạ, cũng tự nấu ăn luôn, chứ bây giờ mùa dịch đâu đi dám đi đâu. Thì bây giờ tự nhiên là mùa dịch này là có những người đầu bếp là bất đắc dĩ. Nhưng mà cũng nhiều người nấu ngon lắm mà chị Thu. Đúng rồi. Nhiều người nấu ngon lắm á. Thì bây giờ mùa dịch ở nhà thì đàn piano hát không rồi không có được hát. Chắc chắn là chị nhớ hát lắm. Đúng không? Không, nhớ thì nó đã nằm ở trong tâm hồn mình rồi. Thành ra là cứ nhớ thì là mình hát thôi. Dạ. Ở nhà hát đó. Nhà mình tự hát tự nghe. Thôi giờ mình hát cho quý vị khán thính giả nghe đi, nãy giờ mình nói cũng nhiều rồi. Dạ. Thôi giờ mình hát một bài đầu tiên là mình hôm qua mình có dợt bài Trăng Sơn Cước phải không? Trăng Sơn Cước để mình tưởng nhớ cố nhạc sĩ Văn Phụng chị. Đúng rồi. Dạ vâng. Mời quý vị nghe bài hát Trăng Sơn Cước ba chị em chúng tôi gửi đến quý vị. Suốt canh tàn, một mình ta dưới trăng vàng, đàn trầm rung cũng mơ màng, gợi lòng ta nhớ mương vang xa. Nhìn ánh trăng mơ về phía trời khuất xa, một tình thơ chốn non ngàn. Sao sớm tàn, lòng còn hoài mơ một đêm, điệu nhạc rền vang rừng thẳm, rượu cần càng vui càng uống, đã
đắm say bên đồng tình duyên, cùng đang ngồi bên bờ suối hẹn hò một duyên tình mới. Ta ngồi lặng nghe chàng nói khẽ rung rinh đôi làn môi, suốt cánh ta kề vai say ánh trăng vàng, nhạc xa đưa khúc mơ xa phía trời xa xa như ước mơ, như ước mơ duyên tình thơ mộng dưới trăng, duyên tình thơ mộng dưới trăng, nhưng thời gian vẫn trôi hoài trăng tàn úa rồi khuất mờ. Xa xa bình thường sơ nữ tình thơ ngay bên suối, xót xa duyên tình xưa trong trăng sáng, ta nhớ ngày qua, nhớ làn gió đưa, gió ơi đưa về chốn xưa, thiết tha bên bờ suối thơ, bóng ai xa còn ước mơ. Suốt cánh tàn một mình ta dưới trăng vàng, đàn trầm rung cũng mơ đời, lòng ta nhớ mương vắng xa nhìn ánh trăng, mơ về phía trời khuất xa một tình thơ chốn non ngàn. Ôi giờ phút sao sớm chứ. Chị có nhớ cô Châu Hà với chú Văn Phụng cái kỷ niệm nào của cô Châu Hà với chị không? Có nhiều lắm. Thì chị đại khái chị kể một cái chuyện. Nhưng mà cái chuyện đó thì chị nghĩ là không nên kể ra đây. Con tính là con tính suốt cô kể cái chuyện đó nghe. Chắc Khanh đặng nghe mới được. Không có chuyện nào mà chị kể được á. Dĩ nhiên cái chuyện cấm là nhiều lắm lắm. Tại vì trong giới nghệ sĩ của mình á, phải nói rằng là tại sao mà chị thua? Có tuổi rồi mà lúc nào cũng vui. Là bởi vì mình gặp nhau là mình cứ nghĩa là giỡn đùa thoải mái lắm, nghệ sĩ mà. Dạ, cho nên là mình giữ được cái coi như là em thấy chị cũng không có tuổi. Ủa chị Quế, em nghe nói cô Châu Hà cô rất là trang đoan trang trên sân khấu nhưng mà cũng nó giỡn dữ lắm. Không đâu, cô là đùa nhất thế giới đó. Vậy thôi cô, tại cô thấy hai cô nói là cô chú cũng đúng là hai bác Châu Hà với bác Văn Phụng thấy rất là mà anh Văn Phụng nó rất là linh nha. Cô ở bên bên Virginia hay là Washington à. Virginia, mà để cái bàn thờ đó là đêm đó là ông cứ về đấy. Hồi đầu á. Ủa cô cho hai cô kể hả cô? Cô kể. Chú Văn Phụng hồi đó chú cũng vui lắm. Chú Văn Phụng lần nghe là cũng tếu lắm, trong những người nhạc sĩ là chú Văn Phụng rất là tếu. Thì bây giờ mình trở lại cái chuyện mà phong trà ngày xưa đi. Ngày xưa đó, những phòng trà ngày xưa chị nhớ trên đường rất là nhiều. Chẳng hạn như là phòng trà Maxim ha, rồi Bồng Lai. Queen Bee. Không, Queen Bee là sau. Đầu tiên chị em quốc mình gặp nhau. Quốc tế rồi Bồng Lai. Chị em mình gặp nhau đầu tiên em nhớ nè, ở Bồng Lai quốc tế. Năm 1968 lúc có Tết Mậu Thân. Buổi chiều. Trước đó. 68. Thì trước đó đó là em chưa có hát phòng trà, em chỉ hát ở ngoài, em gặp chị chỗ mấy chỗ truyền hình thôi. Nhưng mà 68 là em gặp chị thường nhất, cái hình ảnh mà em nhớ nhất là ở nhà hàng Bồng Lai, ở trên đường, ở dưới là nhà hàng Kim Sơn với Thanh Tế, ở trên lầu là Bồng Lai, bên đường là quốc tế. Nó có con đường, băng qua đường là mình hát Bồng Lai là qua quốc tế mình hát luôn. Chị nhớ không? Thì em gặp chị lúc đó. Mà cái lúc đó đó thì phòng trà đó, giới nghiêm, không có cho nhảy đầm, chỉ cho Bồng Lai quốc tế nhà hàng ăn mà có ca nhạc thôi. Đó, thì hát đâu từ 6 giờ tới 10 giờ phải không chị? Tới 10 giờ là hết rồi. Thì em nhớ là em gặp chị ở đó. Và chị xách cái cặp, chị đi xuống, đi lên, hai chị em mình gặp nhau. Có khi á, em ở lại hoặc là em tới trễ thì em nghe chị hát.
Hồi xưa đó, ca sĩ hát vừa nhạc ngoại quốc, nhạc Việt Nam luôn, phải không chị? Hồi xưa chị hát nhạc ngoại quốc không thôi. Đó. Ừ. Thế rồi cái mà Quế gặp chị ở chỗ Bồng Lai và quốc tế đó, dạ, là chỉ có một thời gian ngắn thôi. Dạ. Rồi sau đó thì chị về Queen Bee với lại Joe, dạ, Marcel. Đó. Thì... Nhưng mà lúc đó chị hát nhạc Tây hay lắm, em có nghe cái bản gì nè. Nhiều lắm. Khán giả chưa có nghe chị hát nhạc Tây đâu mà em nghe rồi. Ừ. Bây giờ chị có thể hát một cái đoạn... Oh, je voudrais. Ngầu chưa? Quên rồi. Nhưng mà tại sao hồi xưa cô đi hát cô không đem ví đầm theo mà cô lại sách cặp theo rồi cô? Không, tại mỗi người có một cuốn nhạc. Cặp là bài hát. À, cái bài hát đó là có sẵn, tại vì hèn gì em nói sao đi hát mà lại đem cái cặp theo. Không, mỗi người có một cái tập là tại tập nhiều nhạc, khi đó là nhạc ngoại quốc này kia nọ. Cần mở cái lời ra để xem, phải không chị? Làm em tò mò, em nói với lại hồi xưa đó là hồi trước đó là chị hát cái bài Serenade, tức là giả khúc đó, bằng lời Mỹ chứ không có hát bằng lời Việt. Bữa nào có phải nghe cô hát bài đó chị hát được. Một hai câu rồi chị hát cái bài gì vui lắm em nghe là Domino. 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 Cái gì cũng quên hết rồi. Quên. Lâu không hát quên hết rồi. Nhưng mà em nhớ chị hát nhiều bài nhạc Pháp cũng hay lắm, mà cái thời đó thịnh hành là em còn nghe nói chị Quế hát Proud Mary được mà không? Không, Proud Mary là tại vì hồi xưa đi hát á thì ở phòng trà là nhạc Mỹ nhiều lắm, nhạc Pháp nhiều lắm, thì mình nghe hát trước thì mình hát theo cho nó hồi vui đó, thôi. Hồi đó chị Quế hát bài đó, chị Quế có đánh thuộc tóc xù lên luôn. Không, đâu có hát đâu, có đâu hát mấy cái nhạc Proud Mary đó đâu. Không có. Quế không hát mấy bài đó. Yeah. Mà ngày xưa đó là đi hát là đi bằng Velo Solex. Lúc đó đó là xe Velo mà đẩy bạch vậy này, phải không? Đẩy xong rồi phóng lên. Có bữa nghe là phóng rách áo dài luôn vậy đó. Không, chị thì đi học bằng Velo Solex mà trời nắng thì còn đỡ, trời mưa đó mà gò lưng kéo cái cổng ở đầu ra đó, nó không có nổ máy. Khổ. Cô con nghe nói hồi đó cô đi xe hơi mà cái xe hơi của cô nó bị trụ mắt mà lúc đó không có ai sửa một cái đó, mà chú Nam Lộc với lại chú tổng chú cái đó là sau này nhắc miết cái thôi. Cái đó là Volkswagen lâu rồi, nhưng mà còn cô đang kể cái thời mà đi Solex, cái đoạn Solex mà gò lưng kéo cái cành này không được, tại vì trời mưa nó trơn quá, bèn chặn mấy cái anh đi xe Lambretta, anh để xe đây, anh làm ơn anh nổ máy dùm tôi. Về sau cái cô bực quá, cô mới bỏ cái Solex, cô đi mua cái PC là PC đó. PC. À, mà hình như hồi đó có lần nữa xong chặn dùm Tuấn Ngọc, nhờ Tuấn Ngọc đẩy xe dùm, xong sau này mới mời Tuấn Ngọc hát phải không? Tại sao Hòa lại nhắc đến Tuấn Ngọc hơi nhiều vậy? Tại vì con thấy trong một cuốn băng của cô, cuốn tứ quý của cô hồi đó cô làm đó, con thấy cái thời đó là có nhiều nam ca sĩ rất là nổi tiếng khác, rất là popular mà cô không mời, cô mời chú Tuấn Ngọc, mà chú Tuấn Ngọc hồi đó chỉ nổi tiếng bên dòng nhạc trẻ, hát nhạc Mỹ cho một cái giới khác. Ví dụ thôi, như là sao? Strawberry chẳng hạn. Yeah. Blue Chess, tại sao con tò mò cái vụ đó cô? À, okay. Bởi vì cô có đôi mắt thiên, nó gọi là thiên nhãn, tức là nhìn xa. Cô biết là Tuấn Ngọc sẽ nổi tiếng. Thứ nhất, điều thứ hai nữa là cái này là bật mí nha, là cô với Tuấn Ngọc có đi coi cine với nhau. Vậy em mới nói chị Quế biết là cô Lệ Thu là mê trai đẹp chứ không phải là mắt thiên nhãn đâu. Thái Hòa nói là cô Lệ Thu mê trai đẹp, lúc đó Tuấn Ngọc còn trẻ ở trong bang Blue Jet với lại Strawberry rất là đẹp. Tôi xin lỗi ạ. Chị đi coi movie lý do gì tự nhiên chị lại rủ anh Tuấn Ngọc đi movie? Tôi không có rủ ạ. Ai rủ ai? Bây giờ chị nói thiệt, ai rủ ai nè. Nghi quá. Thú thật đi, bây giờ đây là cái giờ phút mình thú thật hết á. Nói sự thật đó hả? Tự sự thật là tại vì mình đâu có biết là chị mà em mốt mình... sao đâu không chị không giờ phải nói thật cho mọi okay. người để tôi kể lại cho ai các em rủ ai thế đó sau nó nghe. Ai rủ ai không quan trọng, nhưng mà hồi đó tôi hát ở Queen Bee, thế Tuấn Ngọc cũng hát ở Queen Bee, nhưng mà gặp mấy chị vũ nữ đó, yeah. chị chôm anh Tuấn Ngọc, thế là thôi cô rút lui. Nhưng mà rồi có đi xem phim không cô? Có chứ, xem phim trước anh. Quý vị phải nhớ là cô Lệ Thu và Tuấn Ngọc, hai danh ca chúng ta có một thời là đi cine chung với nhau. Đến này là chưa ai biết được. Có gì quan trọng nào? Không, nó dễ thương và nó, cái điều đó là điều khán giả người ta rất là tò mò. Bởi vì sao hai người đều là hai huyền thoại hết. Mà dạ. Bây giờ mới biết một cái chuyện như vậy không chị Quế ha? Lý do đó mà dạ. Cuốn băng tứ quý chị thực hiện năm nào chị? Cái này phải hỏi là bà bầu của Thúy Nga. Con câu lúc chị, nãy tứ quý là chị thực hiện mà. À im. Chị làm con năm 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 tứ quý
70, chị thực hiện trước 75 70 đó. Hay 70. Trước 75 dạ. 70 hay chắc 71 khoảng 70. 71. Dạ dạ. Thì trong đó là có anh thì là chị có mời anh Duy Trác, cô Khánh Ly và anh Tuấn Ngọc. Hồi đó Tuấn Ngọc hát bài Love Story đó hãy còn ngọng lắm. Cái phát âm của chữ Việt Nam rất là ngọng. Nhưng mà chị biết mà chị chấp nhận, bởi vì chị biết rằng là Tuấn Ngọc sẽ nổi. Em nhớ lúc đó cũng băng đó đó là có mấy người hòa âm lận, chị có nhớ nhạc nhớ sĩ chứ, nào hòa âm nhớ không? Chứ. Cái mấy năm bài phải không? Mỗi một người năm bài. Năm bài của chị là anh Văn Phụng. Dạ. Yeah. Năm bài của anh Duy Trác đó là anh Lê Văn Thiện. Dạ. Yeah. Năm bài của Khánh Ly đó là Duy Hải. Yeah. Duy Hải hồi đó là chơi kèn hay là piano. Anh Duy Hải chơi piano. Pianist ở trên yeah. trên Queen Bee. Yeah. Và Minh Phúc là hòa âm cho Tuấn Ngọc. Cái đó là cố tình để cho từng người đặc biệt như vậy cái, sao? Cái đó, đó nếu mà nói theo kiểu bây giờ là cô chơi bạo lấy tiếng. Yeah. À tức là nghĩa là chọn thường thường nó là một cái băng đó, người ta chỉ là một nhạc sĩ để mà hòa âm thôi. Mà chị mời 4 người để làm hòa âm. Như vậy thì là mỗi người một cách hòa âm khác lạ nhau. Đúng. Cho nên cuốn băng nó rất là hay. Thì lúc đó đó cuốn băng đã bán chắc nhiều lắm phải không chị? Không kịp in ra. Không kịp. Thì từ đó đó thì mọi người ta mới bắt đầu tiếp tục ta làm theo. Yeah. Thì trong cuốn băng đó cũng có rất nhiều bài hát mà chị rất là yêu thích. Thì có một cái bài mà của nhạc sĩ Trường Sa thì chắc là khán giả đang muốn nghe chị hát bài này. Thì chị hát đi vậy. Xin còn gọi tên nhau phải không chị? Dạ vâng đúng rồi. Dạ. Bài này chị cũng có hát hồi trước ở thâu trên truyền hình của Trung tâm Thúy Nga lâu rồi. Dạ. Bài đó nhiều người thích lắm. Dạ đúng okay. rồi. Ok, bây giờ nếu mà Quý muốn nghe quên Quế với lại dạ, muốn nghe lại. Rồi. Dạ. Một mình Quế nghe thôi á. Khán giả muốn nghe. Ok. Dạ. Rồi. Quý vị có biết là đối với lại ca sĩ đó cái giờ mà hát mà sợ nhất đó là buổi sáng và buổi trưa và buổi chiều, chỉ có buổi tối hát mới hay thôi. Đó là lý do tại sao mà cứ gọi là nghệ sĩ hay sống về đêm là như vậy. Và bây giờ sở dĩ mà Thu nói trước như vậy đó chưa chắc đã hay đâu nha, nhưng mà thôi thì cố gắng. Sau đây là bài Xin Còn Gọi Tên Nhau của anh Trường Sa. Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình nỗi đau mù lấp trên. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về, bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng. Hơn dỗi mình cho tình càng thêm say, tiếng hát ru em còn nuôi trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta gặp nhau còn nuôi
tình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nguôi trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu. Phòng trà tự do ngày xưa quá chừng luôn vậy đó. Xin cảm ơn Quế và anh Hoàng. Em nhớ rất là nhiều. Mà nhạc sĩ Trường Sa thì hiện giờ chắc là em hình như ông ở bên Toronto phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Dạ. Vâng. Anh cũng là đại úy hải quân. Quân. Dạ. Dạ vâng. Cho nên là anh có sáng tác nhiều bài về hải quân. Chẳng hạn như là bài Một lần xa bến cũng hoa là của biển, anh Trường Sa. Biển. Không, Hoa biển là của anh Thi chị. À thế hả? Dạ, Một lần xa bến là của anh. Và như là Chuyện tình người đàn áo. À thế hả? Trong số những bài nhạc mà đa số là đặt nhạc slow, nhưng mà cũng có những bản rumba, thí dụ như là Chuyện tình người đàn áo là của anh. Dạ, thì tiện đây cũng gửi lời thăm anh Trường Sa và kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Dạ vâng, thì để trở lại với Trần Thế Hòa, em là cái người hát sau, nhưng mà em lại chọn những dòng nhạc tiền chiến, trữ tình, thì từ bao giờ mà em thích cái loại nhạc này? Dạ, từ đây. Khoan, cho chị nói. Dạ. Cái này là tôi thù nhất, là chuyên môn hát nhạc của tôi. Em nói với cô Lệ Thu là cô hát cái bài đó cho một thằng bé 7 tuổi, tới giờ nó gần 50 tuổi. Tại vì lúc em nghe cái bài đó... Gần 50 mà trẻ quá chừng. Em nghe bài đó lúc em 5, 6 tuổi, 6, 7 tuổi, tới bây giờ mà cô vẫn còn ở đây thì chị thấy... Kinh không? Kinh khủng quá, nửa thế kỷ luôn. Mình đã, chị là tiếng hát đã đi vào huyền thoại rồi, đã gọi là danh ca rồi. Mà theo chị thì tại sao lại có cái từ danh ca? Em cũng hơi... Thế chị không biết, nhưng mà cái đó là do khán giả họ... họ mỗi một lần, mà nhất là các MC mỗi một lần giới thiệu đó, thì là danh ca. Thì theo như chị nghĩ đó Quế, danh đây là cái danh tiếng lâu đời, hát lâu quá rồi, nó thành tinh rồi. Thế còn danh ca sĩ. Thế nhưng mà để không phải là phân biệt, nhưng mà có điều là ví dụ như bây giờ các thế hệ sau mà hát thì cũng là ca sĩ, mà chẳng lẽ giới thiệu chị là ca sĩ thì nó cũng hơi hơi kỳ. Tại vì vậy cho nên có lẽ người ta nghĩ như vậy là giới thiệu con chị. Con thì con không nghĩ như vậy đó cô. Tại vì nếu mà một người ca sĩ mà lớn tuổi mà để giới thiệu danh ca thì cũng không đúng. Tại vì những người đó là ca sĩ mà có tuổi mà chưa có tên. Còn danh ca là bởi vì cái sự đóng góp và sự ảnh hưởng của cái người ca sĩ đó đối với những cái thế hệ ca sĩ đi sau, hoặc là đối với cái tầng lớp khán giả trong một cái môi trường hùng của xã hội như vậy, thì mới được đặt cho cái danh hiệu là danh ca đó. Một cái, con nghĩ là một cái điều gì đó rất là vinh dự với người ca sĩ đó. Có đúng không quý vị? Theo Thu thấy thì là Hòa giải thích cô rất là đúng. Dạ, cảm ơn chị. Cũng như là Hòa, nói là Hòa thích từ nhỏ, thì hồi xưa là Hòa hay nghe những cái băng nhạc, là cái băng lớn manhê hay là cassette từ cái thời nào Hòa nhớ không? Dạ, em thì em hồi xưa nhớ nó là có cái manhê bự bự to to. Hồi xưa khi mà trước 75 thì ba mẹ nghe là nghe bằng băng, gọi là băng Akai, gọi là băng Akai. Thì trong đó em nghe những cú như Shotgun rồi Trường Sơn nhiều lắm. Nhưng mà sau 75 vào thì tất nhiên là bị tịch thu hết. Chỉ có còn lại sót lại một cái cassette bấm tay nhỏ nhỏ vậy nè, rồi bỏ cái cuốn cassette vô nghe lén hàng đêm thôi. Thì mẹ em lúc đó còn để dành lại được, hay là giữ lại được mấy cuốn như cuốn Sơn Ca 9 của cô Lệ Thu, Sơn Ca 10 của cô Thái Thanh, Sơn Ca 7 của cô Khánh Ly chẳng hạn. Đó thì em cứ nghe suốt, em cứ nghe từ lúc bé cho tới bây giờ em vẫn còn nghe, thỉnh thoảng em phải lấy ra em nghe. Tại vì cái đó là một cái tuổi thơ của em gắn liền. Mà em nghĩ cái thế hệ của tụi em á là bị ảnh hưởng bởi cái dòng nhạc rất là nhiều. Cho nên là mê từ lúc đó tới bây giờ luôn.
Cho nên là nó đã vận vào người đó chị. Thật ra bây giờ là hát loại nhạc của chị Lệ Thu không ạ? Thường thường như vậy. Thì bây giờ một bài hát nào mà em thích nhất em có thể hát ngày hôm nay để tặng quý vị khán thính giả. Để cho cô yêu cầu bài Thuyền Viễn Xứ đi. Thuyền Viễn Xứ cũng đó là trong cuốn Sơn Ca chính của Phạm Hồng Vân. Được cuốn để coi Sơn Ca chính, bài đó là của bác Phạm Duy phổ, không phải là phổ thơ mà viết theo ý thơ, thơ của Huyền Chi của... Không, Huyền không, Chi. Không phải đúng là Huyền Chi à, chứ không phải là Huyền Chi. Dạ dạ Huyền Chi, tức là có câu chuyện mà nói là cô đó là cô bán vải ở ngoài chợ gì đó phải không cô? À thế à, trời ơi. Còn có nhớ hồi xưa Thúy Nga làm cái cuốn một cái cuốn video về bác Phạm Duy thì bác cũng nhắc tới cái câu chuyện mà đi ra chợ Bến Thành sau đó mà gặp cái cô đó rồi đưa cho một cái bài thơ cái về mà viết thành một cái bài hát về Thuyền Viễn Xứ đó. Yeah. Ok. Ok thì như vậy thì con mạng phép cô, con hát lại cái bài Thuyền Viễn Xứ của cô tặng cho chị Quế cũng như là tặng cho tất cả khán giả của cái này là kính thưa quý vị, đây là Trần Thái Hòa đang dẫm chân lên Lệ Thu đấy. Dạ không phải dẫm chân lên đâu mà hôm nay con gọi là vinh danh cô Lệ Thu bằng cách là phải hát lại những cái bài của cô như là một cái thế hệ đi sau. Chiều nay sương khói lên khơi, thủy dương dù bến tơi bời, làn mây hồng pha dáng trời, sóng đà giang thuyền qua xứ người. Thuyền ơi Viễn Xứ xa xôi, một lần qua dạt bến lau thưa. Hò ơi giọng hát thiên thu, suối nguồn xa vắng chiều mưa ngàn về. Nhìn về đường cô ly, cô ly xa xôi, đời nhịp sâu lỡ bước, bước hoang mang rồi. Quay lại hướng làng Đà Giang, lệ ướt nồng. Mẹ già ngồi im mong con bạc lòng. Chiều nay gửi tới quê xưa, biết là bao thương nhớ cho vừa. Trời cao chim rơi xuống đời, biết là bao sâu trên xứ người. Mịt mờ sương khói lên hương, lũ thủy dương dù bóng ven sông. Chiều nay trên bến muôn phương, có thuyền Viễn Xứ nhổ neo. Hãy
già ngồi im bóng mái tuyết sương, mong con bạc lòng. Chiều nay gửi tới quê xưa, biết là bao thương nhớ cho vừa. Trời cao chim rơi xuống đời, biết là bao sầu trên xứ người. Mịt mờ sương khói lên hương, lũ thủy dương dù bóng ven sông. Chiều nay trên bến muôn phương, có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường. Chiều nay trên bến muôn phương, có thuyền viễn xứ nhổ neo lên. Cảm ơn cô, cảm ơn chị. Hòa hát cái bài này nhưng mà buồn này, quá chị. Nhưng mà đây, nãy giờ hai cô cháu mình hát mà Quế định trốn hay sao mà không hát? Không, từ từ mới tới em chị. Tại vì em còn phải khai thác chị một chút nữa rồi em mới hát. Dạ. Em hát có sư tổ ngồi bên đây em luôn muốn chết. Hình như Hòa hơi bị nervous một chút bữa nay phải không? Quá nervous luôn chứ hơi gì nữa chị. Quá nervous, tại vì thứ nhất là thưa quý vị, hát live rất là khó hát. Mặc dù là không có khán giả ở đây nhưng nó có một cái sự hồi hộp khác. Đó, thành thử ra là mà nếu mà hát như vậy mà hát mà được hay á, được quý vị thương, nó phải nói là rất là nhiều cố gắng. Nhất là như là chị em chúng tôi có tuổi rồi. À, thành ra không bao giờ nên nhắc là có tuổi cả. À, em nhớ là chị Thu là người đàn bà không bao giờ có tuổi đúng không? Đúng rồi. Có tên mà không có tuổi. Em xin lỗi chị. Quế nhớ một điều là tuổi nó chỉ là những con số thôi, nó không nó không có nói lên một cái điều gì cả. Không, em ghi nhận cái câu này chị nói mà hôm nay bỗng nhiên em quên. Thôi em xin lỗi chị. Kỳ sau em sẽ gọi chị là người đàn bà không có tuổi. Dạ. Thì bây giờ để trở lại cái sân khấu phòng trà ngày xưa đó, thì thôi để em hát một bài trước đi ha, rồi mình sẽ nói cái chuyện dài của những phòng trà ngày xưa. Thì một trong những bài hát mà ngày xưa Quế hay đi hát phòng trà với nhiều điệu tango mà của một người nhạc sĩ, phải nói rằng có thể là quý vị ít biết lắm, tại vì ông ít có những cái bài ông không có nhiều nhạc lắm, nhưng có một bài hát của ông đến bây giờ nhịp điệu tango rất là người thích. Thì ông là em của nhạc sĩ Nguyễn Thiết, tức là anh Nguyễn Hữu Sáng đó, chị nhớ không? À, nhớ. Thì em hồi xưa đó, hình em làm là chồng của chị Mỹ Thể. Chồng của ca sĩ Mỹ Thể ngày xưa đó. Hiện giờ có mấy cháu lớn rồi, mấy cháu ở bên Orlando. Thì em đi hát có gặp mấy cháu con của anh Sáng với chị Mỹ Thể. Quý vị biết là chị Mỹ Thể là có một người ca sĩ rất là nổi tiếng trước 75. Và chị thì chị cũng mất sớm, là chị bị ung thư gì đó, chị mất sớm. Thì anh Sáng có làm một bài nhạc mà ngày xưa lúc em ở trong năm 70, lúc mà Quế ở hát ở Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương đó, thì anh Sáng sáng tác cái bài này. Anh có một cái cuộc tình, cái cô đó tên là cô Hương. Anh có đặt một bài Hương nữa, nhưng mà cái bài Hương đó, nhịp điệu slow rock, bài đó thì lại không có nổi tiếng. Nhưng mà cái bài Sao Em Vô Tình lại được nhiều người biết cho đến bây giờ. Thì bây giờ thì Quế cũng xin hát cái bài hát Sao Em Vô Tình để cũng như là tưởng nhớ đến cố nhạc sĩ Nguyễn Hữu Sáng. Ủa, anh Sáng mất rồi hay sao? Dạ, anh Sáng mất chị. Anh Sáng mất năm 2010. Chú Thiết thì mất 2002. Ồ, vậy à. Dạ, Nguyễn Hữu Thiết. Còn chú Sáng mất 2010, khoảng 80 mấy tuổi. Dạ. Vâng, sau đây là bài hát Sao Em Vô Tình.
mà lòng em vẫn yêu, đã biết anh hờ mà em vẫn nhớ thương, đã biết khi yêu ai lòng này mang đắng cay, đã chót mang trong tim một hình bóng dáng ai, phố vắng đêm khuya tàn lạnh lùng lê bước hoang, sóng gió qua bao lần còn hoài mong cố nhân, những phút anh bên em mà hồn như vắng xa, những phút giây xa nhau lòng càng thêm khổ đau. Sao mùa xuân không đến khi đông tàn, sao hồn ta như chiếc lá thu vàng khi kiếp cô đơn chập chờn buông, trong bóng đêm chỉ một mình ta với giây phút yêu ban đầu, cùng đàn xưa vương vấn môi tơ sầu, nhớ chăng ai lời thề xưa, ai nỡ vô tình đành lìa xa bên mơ, đã biết anh vô tình mà lòng em vẫn yêu, đã biết anh hững hờ mà em vẫn nhớ thương, xa buốt trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa, bóng dáng anh đâu còn, còn chẳng trong giấc mơ. Có chị Thu. cái này là tôi là em đâu có thấy nervous gì đâu. Nó kêu là nó tự nhiên là quý vị biết là ngày hôm nay Trần Thế Hoàng rất là may mắn, ở đây là một bên đó là vàng bạc, một bên là châu báu. Tại cô lại tôi hồi xưa là biệt danh của cô là vàng 10. Tiếng hát vàng rồng mà đúng không? Vàng 10. Còn chị Vương Hùng Quế là TV chi bảo mà. Vàng bạc châu báu. Hôm nay là em may mắn nhất, em ngồi ở giữa. Cảm ơn em đã có lời khen ngợi tụi chị, là tụi chị cũng vui được 5 phút. Chị ơi, em thấy mấy cái gọi là sao ta, những cái danh hiệu nó đâu có phải dễ mà được có, như tụi em hát mấy chục năm rồi có danh hiệu vậy. Có chứ, Và Trần Thế Hoàng cũng được nhiều người yêu mến lắm chứ, giọng ca Trần Thế Hoàng cũng rất là đặc biệt đó. Dạ, nhưng mà em nói là cái danh hiệu giống chị hồi xưa kìa, với cô Lệ Thu hồi xưa nè, đó. Em thấy là chị hồi xưa cái danh hiệu đó là TV Chi Bảo, tại vì thưa quý vị, TV là cái thời mà mới bắt đầu có television phải không chị? Còn trước kia là toàn là có đại nhạc hội ở ngoài, hoặc là đi
Hoặc là coi cine này kia thôi, đúng không? Tại sao mà có cái tivi chi bảo đó thì là cũng mình cũng nói lại để cho các em ngày xưa biết tại sao là có cái tên tivi chi bảo, là tại vì ngày xưa đó lúc mà Quế mới ra hát á, thì đài truyền hình số 9, chị nhớ không, là nó có ABC, tức là ba cái phim trường đó. Thì buổi sáng đó là Phương Quế hát ở bên A, rồi cái là buổi trưa lại qua B, buổi chiều lại qua C. Tức là sáng sớm là vô đó là có cái ghế bố ở trong đài truyền hình luôn, để đó. Rồi buổi trưa đài truyền hình họ có cái câu lạc bộ, chị Thu nhớ không, câu lạc bộ họ bán ăn cho nhân viên đó, là mình ở đó mình ăn trưa đó luôn. Nhưng mà ABC là chương trình khác nhau hay sao chị? Khác nhau, chẳng hạn chương trình bên đây là chương trình của Châu Kỳ, Tiến Thùy Dương, bên đây là Trường Sơn của Duy Khánh, rồi bên đây đó là cái khác nữa, Nha Động Viên hay là Chiêu Hồi gì đó khác. Những cái chương trình đó đều có nhạc hết, lồng vô là nhạc hết. Thì có một chú đó là ký giả ở trên báo màn ảnh, thì như vậy thì tối nào mà bật tivi trắng đen lên thì cũng thấy hình Phương Quế, chương trình nào cũng có xuất hiện hết, ABC luôn đó. Thì cũng là đi dài dài nằm là suốt ngày, chiều tối là 7-8 giờ là về đi hát phòng trà đó. Thành thử ra là chú ký giả hình như là chú Duy á, Quế nhớ là chú Duy, không biết cái tên hiệu là gì, quên rồi, Vũ Duy, chú mới viết mà trên cái tờ báo màn ảnh ngày xưa đó. Chị nhớ báo màn ảnh mà có chị Quỳnh Như với anh Ngọc Hoài Phương là ký giả trong đó đó, thì là chú đặt cho cái tên là TV Chị Bảo. Thì từ đó là cái tên đó nó gắn liền với mình luôn. Dạ, thì đó là để cắt nghĩa cho các em biết TV Chị Bảo. Rồi nói lại phòng trà hồi xưa đó chị Thu, em nhớ là chị ngày xưa đó, chị hát ở Queen Bee trước, rồi Mạc Sen xong, xong rồi bắt đầu chị mới ký contract với lại Vũ Trường Tự Do. Mà lúc đó đó quý vị, chị Lệ Thu đó là một cái người á, ký contract á, một tháng đó 1 triệu đồng, triệu đồng bạc Việt Nam. Trong khi đó đó là em nhớ chị Thu, một lạng vàng ngày xưa đó có 12 ngàn thôi. Mà người nào mà trúng số độc đắc là mừng lắm, mua xe hơi nhà lầu hồi xưa. Mà chị Thu ký hợp đồng mỗi tháng là 1 triệu đồng bạc Việt Nam, quá lớn. Quế muốn nghe hả? Hỏi muốn nghe. Dạ. Để chị chắc nói. Chắc là mọi người đúng nha. Chị ơi, để chị nói cho hai em biết và để nói cho khán giả biết. Lúc đó đó, Queen Bee đó, nó có 7 tầng lầu. Mà tôi ngạc nhiên là tại sao mình đi bộ lên 7 tầng lầu vẫn hát ngay được. Chứ bây giờ là thôi chịu chết rồi. Thì đông lắm lận, người ta đứng không còn chỗ. Cái vòng tròn của nó như thế này mà người ta còn phải đứng mở toang cái cửa ra để người ta đứng ta nghe. Thì có một lần hát xong rồi chị đi về. Chị đi về thì thấy ông Cường Tự Do, ông đứng canh ở dưới. Ông ấy xin số nhà, xin số điện thoại. Điện thoại hồi đó không có. Tự Do là phòng trà Tự Do hả? Phòng trà Tự Do là ông Cường, Ngô Văn Cường. Ông ấy xin. Thì sau đó ông ấy tới nhà, ông ấy đề nghị là bây giờ tôi mời cô hát, về Tự Do hát. Và tôi đang hát ở bên này. Mà không, không sao hết. Để đợi hết giao kèo rồi hát. Nhưng mà bên này là lương tôi nhiều lắm ạ, lớn lắm ạ. Và tôi trả cô 1 triệu. Nghe mà choáng hồn lên. Em biết là hồi đó đó, lương công chức cao cấp có 32 ngàn. Một tháng? Một tháng. Một con gà có 5 đồng hay 50 đồng không nhớ rõ, mà 1 triệu đồng. Cứ mỗi một lần mà chị lãnh lương vác kéo theo bao bố về. Tại vì tiền nhiều quá, tiền giấy. Sau đó không lấy vàng cô cho nó gọn. Hả? Sau đó không lấy vàng cho nó gọn cô. Hồi đó không có làm check hay gì, ít cái hồi đó không có viết check, toàn là tiền mặt không à. Mua villa, mua nhà phố. 1 triệu đồng một tháng. Nghĩa là mua một, ngay thôi, lập tức mua một cái villa 11 triệu ở số 60 Đặng Dung. Thế thì nhưng mà để chị kể cái đận như thế này. Ngay lập tức Joe mới nhìn lại cái giao kèo. Chị còn lại một tháng mới hết giao kèo. Joe kiện chị, kiện ông Cường. Thì chị đã ký giao kèo với lại ông Cường rồi. Thì Joe mới kêu là không cho hát, kêu thừa phát lại, ngưng lại không cho hát. Thì sau đó ông Cường chấp nhận thua, cho chị hát 1 tháng nữa ở Joe Marcel, ở Queen Bee đó.
sau đó mới sang ông Cường. Đó. Thì để chị kể cho nghe cái đận được cũng vào khoảng 5-6 tháng gì đó. Thì em biết cái vụ mà nổ. Dạ, vụ nổ năm 1971. Em nhớ là tháng 9 đó chị Thu. Ừ. Thì cái hôm mà vũ trường đó nổ đó, ừ, thì em đang hát ở Maxim. Ừ. Thì để chị kể cho nghe, đúng là cái số của chị mà vẫn còn nặng nợ với Trần Gian. Lẽ ra đó, cái giờ trình diễn của cô đó Hòa, 9 giờ đúng. Thì hôm đó đó, sửa soạn make up xong rồi, là ông xã, ông bị không biết vì chuyện gì ông gây lộn. Thì cái lộn thì mình phải gây qua gây lại, trễ giờ không tới. Xong đi hát mà gây lộn. À mà chưa bao giờ ông ấy gây nha. Mà bữa đó ông ấy gây. Thì đang định đi rồi, thôi anh này em lộn xộn quá để đi. Thì có một cái bà bạn của mẹ, mẹ của chị đó, bù loa từ ngoài cửa vào. Lúc đó đang ở 60 Đặng Dung. Chị ơi, con Thu nó chết rồi. Mà trong khi chị còn đang ở trong phòng. Ủa, chị mới đi ra. Đi ra thì thấy bác đó, bác ấy ở ngay cái ba bên cạnh. Bên cạnh hồ, ba Hồ Điệp mà bên cạnh Tự Do. Ủa, cái bà ngưng tiếng khóc liền. Thì bà tưởng là cái giờ đó, là cái giờ mà cô đang hát. À, mà vì nhờ cái ông nội này, ông gây lộn thành ra là thoát chết. Dạ, cái vụ đó đó chị, cũng rất là nhiều ca sĩ mà nghĩa là ở trong cái đêm đó. Ừ. Em có nghe anh ký giả Nguyễn Toàn bây giờ ở bên Úc á, ừ, anh kể lại, anh là người ngay cái đêm đó đó là anh ở ngay chỗ đó luôn. Thì đêm đó là có chị Mai Hương. Ừ, đúng rồi. Chị Mai Lệ Huyền. Chị hư mắt đó. Tuấn Ngọc, ừ, chị Mai Hương bị hư mắt đó. Ừ. Anh Tuấn Ngọc nè, ban nhạc ban Blue Jet Khánh Hà Tú ở đó. Đó. Thì theo lệnh Toàn kể là chị nhớ chị Maripol là chị Thúy Ngọc đó, là bà xã của anh Lê Văn Thiện đó. Đúng rồi. Thì vậy chính điếu thì nghệ sĩ mình trên đây mình nhắc tới, ừ, để mình tưởng nhớ luôn. Ừ. Với lại cái chuyện này đó cũng nhiều người biết. Ừ. À, và có thể thế hệ sau không biết nữa. Thì hôm đó đó theo anh Toàn kể đó là chị Thúy Ngọc đó là tài tử đóng ở trong phim Châu Cun đó. Ừ. Đó, chị đóng trong phim Châu Cun với Băng Châu đó. Ừ. Thì chị với anh Toàn ở trên Queen Bee, anh Thiện đang đàn Queen Bee. Ừ. Thì chị... Không, không phải, ờ, hình như chị nhớ là Văn Cảnh hay Paramount gì đó. Không, thì anh Toàn nói với em là anh Thiện ở Queen Bee đờn cho anh Ngọc Chánh. À. Lúc đó anh Ngọc Chánh đờn làm ở đó. Ừ. Rồi, nhưng mà không phải là Joe Mạc Sen lúc đi qua Ritz, ừ, qua bên Ritz, Joe Mạc Sen, em có hát Joe Mạc Sen nữa. Ừ. Thì lúc đó đó, anh Toàn anh kể, em mới gọi anh Toàn bên Úc, đây em để em xác nhận trước khi em kể chuyện cho quý vị nghe. Và em muốn là nó rõ ràng. Thì có thể là anh Toàn mới kể là lúc đó đó chị Thúy Ngọc á rủ anh Toàn đi sang Queen Bee để gặp chị Lệ Thu. Thứ nhất là... No, không, chị ở Tự Do. Qua Tự Do, em sorry. Đi qua Tự Do để gặp chị Lệ Thu là bởi vì chị Lệ Thu hẹn lên đó lấy tiền hòa âm của anh Thiện. Ừ. Đó, thì anh Toàn nói rất là rõ. Hẹn chị lên gặp chị Thu để lấy tiền hòa âm. Thì khi mà bước vào đó thì anh Toàn với chị Thúy Ngọc vào. Thúy Ngọc là Maripol đó. Maripol là tên tay của chị, ừ, nhưng mà tên chị đóng phim là Thúy Ngọc. Ừ. Thì chị Mai Lệ Huyền mới đi ra. Ừ. Đó, thì anh với chị Thúy Ngọc vô bàn. Ừ. Anh Toàn với chị Thúy Ngọc vô bàn ngồi. Ừ. Đó, thì mấy phút sau đó là khoảng 15 phút sau vậy đó, thì nó nổ. Thì lúc đó chị Mai Hương có đó, chị Mai Hương cái mắt bị miễn dăng đó chị. Chị Mai Hương có kể lại nữa. Thì anh Thiện ở bên Queen Bee, không ai dám nói nổ ở đó hết. Anh Thiện biết là chị, nhưng mà đợi giờ chót á, mấy người mới nói. Thì lúc qua em nghe kể là chị Thúy Ngọc á, chị Maripol á, không có cái đầu luôn. Rớt từ trên gác xuống. Dạ. Yeah. Đứt nửa mảnh, đầu một nơi, thân một nơi. Anh ấy phải đi lượm từng anh miếng. Anh Thiện á. Yeah. Lượm từng miếng một, ráp vô để mà trồn. Dạ, yeah, vâng. Đó là cái mà đau buồn nhất ở trong giới nghệ sĩ lúc đó là anh Lê Văn Thiện. Lê Văn Thiện rất là tội nghiệp lúc đó. Cô nói rồi, cô Mai Hương có phải là cô Mai Hương mà trong gia đình cô Thái Thanh không? Hay là cô Mai Hương khác nữa? Không, cô Mai Hương đó đó. Mai Kim Tước, Quỳnh Giao, Giao đó. Đó. Trong Mai Hương ca, đó. Mai Tam ca, Tiếng Tơ Đồng hả? Yeah, để chị kể tiếp cho mọi người. Sau cái đó đó, đúng 13 người chết trong cái đó. Thôi, khoan đã. Thế thì mới nghe tin là Tự Do nổ. Thế ông Hồng Dương ông mới, lúc đó là cái xe của chị đó là không chạy được nữa,
muốn taxi đi lên. Em, tụi em có tưởng tượng không, đi lên đó, hai cái bánh xe rớt ra, nó đủ thứ như vậy đó, vẫn cứ lấy xe khác để mà đi lên đến nơi đó. Cái hotel Miramar đó, với lại Broda đó phía này đó, máu tung tóe à. Còn cái Sài Gòn Department đó, cái cửa sắt mà cuốn nó văng sang hai người da đen văng đầu. Mà cứ tưởng tượng không, chết đúng 13 người. Hàng đêm ở Quốc hội đó vẫn nghe tiếng than khóc. Vẫn nghe tiếng than khóc. Yeah. Thì cái đó là cái xảy ra ở phòng trà đó là năm tự do, trên đường tự do năm 71 chị. Dạ. Thì sau đó đó là khi nào thì chị lúc nào á là chị qua bên Mỹ, em nhớ là năm 8 mấy phải không chị? Không, chị qua bên Mỹ là thế này. Chị tại vì lúc mà vào trong DAO của phi trường Tân Sơn Nhất đó, thì mẹ chị không đi. Chị chỉ có các con, hai đứa con, ba đứa chứ, với lại mẹ, với lại ông xã, với chị đi. Mà cụ không đi, thì lúc đó nó mới chiếm L-19, mấy cái máy bay nhỏ nhỏ lên để phá cái phi trường đó. Thì không đi được nữa, chị phải đi về. Chị đi về là từ đó chị không đi nữa. Tại vì mừng quá được ở lại với mẹ, mừng quá để chăm sóc mẹ. Thì chị lúc đó chị vào đoàn kịch Nói Kim Cương. Thì chị em mình á. À, để hát đó. Chị Thanh Tuyền, em với chị. Phải Thanh không? Lan. Lúc mà sau 75 Thanh Lan, Thanh Phong, Thanh Phương Tuyền, Đại, Thanh Tuyền, anh Ngọc Chánh, Phú. Là, à, đúng rồi, tất cả các nghệ sĩ. Cô Hà Thanh nữa, hình như có cô Hà Thanh nữa không? Lúc đó là vô trong đó có chị Hà Thanh. Có Hà Thanh. Vô đoàn Kim Cương hát hết trơn á. Mà chị nhớ lúc mình đi hát ra không? Mỗi đứa có một cái xe đạp á. Chị nhớ không? Rồi họ mưa mà cho lũ lụt, đâu mà đạp đâu gần có chết. Ờ, rồi cái gì rau muống nè. Ờ. Hả? Rồi mì chín, rồi gạo, tùy theo gia đình. Ví dụ chị có con, có chồng thì là bao nhiêu ký, em độc thân là bao nhiêu ký vậy đó. Cái lúc đó cũng vui á chị ha. Đi ra mỗi đứa mà hân hoan vui lắm, tại được đi hát là vui rồi. Rồi sau bất chấp, cái vụ bất chấp, rồi sau cái vụ mà nổ đó thì Rô mới lại mời chị trở lại, xong mà mở cái Ritz ở trên Trần Hưng Đạo thì để là Rô, Mạc Sen và Lệ Thu. Dạ đúng rồi, lúc đó em có hát với anh Khoa, có hát cho anh Rô trên lầu đó đó. Dạ, kể chuyện phòng trà ngày xưa cũng hấp dẫn quá ha. Thì bây giờ có một cái bài hát nào nữa, chị Thu hát bài nữa đi. Chị chọn bài hát nào mà hồi xưa phòng trà chị hay hát? Không, bây giờ thế này, trong cái cuốn băng tứ quý mà chị thực hiện đắc ý nhất đó, là nó có bài Chiều Tím. Dạ. Mà cái đó là cái hòa âm của chú Văn Phụng đó. Chú Văn Phụng. Bây giờ chị hát thử qua nha. Dạ. Nhưng mà cái này hôm trước có yêu cầu bà bầu nói là làm theo cái kiểu đó bà ok rồi, mà bây giờ không, lại không. À thì mỗi hòa âm nó mỗi khác chị. Cái này mình hát live. Nhưng mà chị thích cái bài hòa âm đó. Dạ. Thôi. Hôm nào làm hát lại. Rồi. Dạ. Xin ban nhạc bài Chiều Tím. Chiều tím, chiều nhớ thương ai, người em tóc dài, dâu trên phim đàn, tình vương không gian, mây bay quan san có hay. Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng viễn hoài, màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi lúc chia tay, còn nhớ cho ai nhớ mắt xanh năm nào, chiều thu soi bóng nắng chưa phai màu, kề hai mái đầu
nhìn mây tím nhớ nhau. Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài đàn đôi nhắn dùng người đi phương nào. Nếp chim bao biếc ánh sao sĩ Đăng Thọ phải không chị? Vâng, thơ của Đinh Hùng. Dạ. Dạ. Thơ Đinh Hùng cũng có bài Mộng Dưới Hoa đó. Dạ. Của chú Phạm Chương Phổ đó cũng dạ, là thơ Đinh Hùng. Dạ. Dạ. Hình như là bố Đăng Thọ bây giờ ở đâu, ở New Orleans phải không chị? Florida. Hồi xưa đó thì ông dạ. ở Florida. Dạ. Nhưng mà mới sau này không, thì không, bây giờ đang ở Florida. Chị đã xác nhận lại rồi phải không? Dạ. Tại vì em cũng có nghe hồi xưa thì em có gặp hồi xưa ở Louisiana. Bố Đăng Thọ ở bên bên Florida. Thì nghe nói là dọn đi mà không biết là dạ. Dạ, yeah. Ở Florida khi đó em có gặp yeah. cũng lâu rồi. Yeah. Cũng khoảng mười mấy năm cái trước. Cái kỳ đó là tụi mình đi show bên Florida gặp đó. Dạ đúng rồi, lâu rồi cũng khoảng chục năm rồi. Bây giờ không biết là chú có khỏe mạnh hay không thì thôi cũng sẵn đây gửi lời thăm chú. Dạ, yeah. cả gia đình nha. Yeah. Thì để mình trở lại cái lúc mà chị sang bên Mỹ đó thì em nhớ là chị có nói với em là cái cuốn băng mà chị thâu cho Thúy Nga Paris á, cuốn băng đó là năm nào? 81, năm 81. Nghe nói là năm 81, dạ. Và cái đó là chủ đề gì thế chị? Chủ đề là cái gì nhỉ? Những tình khúc biệt ly. Những tình khúc biệt ly. Hay chị lắm. Có nhớ ai là trung tâm Thúy Nga thực hiện, nhưng mà chị có nhớ ai làm hòa âm à? Hòa âm ông Võ Đức Tuyết. À, Võ Đức Tuyết, tức là Võ Đức Tuyết là ba hay là anh gì của Võ Đức Thu á, có Võ Đức Thu rồi anh Thu là anh đàn cho mình hát ở phòng trà đó, chị nhớ không? Thu đó là cháu chú Tuyết phải không? Võ Đức Tuyết của sư hòa âm cũng hay lắm chị. Trời hay lắm á, giỏi, dạ. giỏi lắm. Thì lúc đó là chú ở Paris, tức là Thúy Nga thực hiện cùng băng đó. Ừ. Mà trong đó thì có những bài hát nào chị nhớ không? Chị chỉ nhớ là cái bài đầu tiên á, là cái bài Làm Sao Mà Quên Được. Làm sao mà quên được người em gái ngây thơ, dễ thương lắm. Yeah. À, bên này Thủy nói đó, bên Lai nói là
lúc đó là mới ra cassette thôi. Đúng rồi. Và rồi im luôn, rồi bật luôn cho tới bây giờ là 82, tới bây giờ là quá nhiều năm rồi, 30 mấy năm rồi. Thì bây giờ có thể là trong tương lai đó là nói với Thủy, chị nói với Thủy ra lại cuốn băng này đi. Để cho khán giả thưởng thức. Tụi em cũng chưa được nghe luôn bao giờ luôn. Bây giờ đó, phải nói rằng bây giờ mình hát khác hồi xưa chị ơi. Cô đưa cho Thủy, Thủy làm lại ha. Dạ, tụi con có master chứ. À bên đó Thúy Nga có master mà. Rồi. Em cũng chưa bao giờ được nghe cũng đó luôn á. Không, em cũng chưa nghe nữa chị Thu. Nhiều bài hay lắm. Mà phải nói rằng á, cái giọng của mình bây giờ đó, ngày xưa nó khác nhiều lắm chị Thu. Tại vì ngày một lớn tuổi sẽ ít có ai mà giữ được giọng lắm. Chẳng hạn như hồi xưa chị em mình hát tông la đúng không? Bây giờ phải xuống nửa tông. Hoặc là có thể là xuống một tông. Thì cái thời gian mà. Không, chị hát vẫn giữ tông nguyên tông. Em cũng xuống á chị, em xuống nhưng tông mà nãy là chị hát đô đó vẫn lên cao được, nhưng mà em thấy hát chị còn lên cao tốt lắm em thấy, nhưng mà em thấy hát càng ngày ví dụ có thể là cái sức khỏe mình nó xuống nó yếu hơn nhưng mà cái giọng nó đậm đà lên nó hay hơn chứ chị. Đúng rồi, đúng không? Nó, em nghĩ vậy đó. nó theo với thời gian cái sự cái xúc cảm của mình đó nó đậm sâu sắc hơn, nó chững chạc hơn. Mình hát có thể là mình có hồn hơn hồi xưa nữa, đúng là rồi. Tại vì mình trải qua cái cuộc đời, mình trải qua thăng trầm sóng gió nhiều thì cho nên là mình hát có thể là nó vững chãi hơn. Giống như em thấy hồi xưa ví dụ mình hát mình phải tưởng tượng tùm lum ra, mình ra cái cảm xúc đó, bây giờ mình trải qua những cái đó rồi, bây giờ mình tự mình hát thì mình đã từng trải qua rồi thì nó dễ dàng nó bộc lộ ra cho khán giả nghe. Chứ bây giờ Hòa đó, Hòa có một bài hát nào mà Hòa thích nữa không? Thì họ hát thêm bài nữa đi. Em hát bài cô Lệ Thu nữa. Cô đã nói cô thù em mà sao em hát hoài vậy em? Không có, thực sự cô hôm nay tôi thù nhất là Trần Thế Hòa hát bài của tôi không à? Tại vì cô hiểu lầm em, hôm nay em vinh danh cô Lệ Thu. Bài gì nữa? Thực ra là bài này là chị Thủy yêu cầu hát, cái bài đó là bài Làm Sao Mà Quên Được. Tại vì cái bài này là cái bài trong cuốn CD ở cuốn cassette bài mà đầu bên tiên, làm. Bài đầu tiên là trong chị trong... Thu tới Mỹ mà chị Thu thâu đó. Rồi, đây con mới học không phải ngày tới Mỹ, qua Pháp thâu. À qua Pháp thâu, nhưng mà đến Mỹ rồi qua Pháp thâu vậy. Bây giờ con hát, có hát có gì cô lượng thứ con mới học. Làm sao mà quên được người em gái ngây thơ. Bài này của Phạm Nhi, Làm Sao Mà Quên Được. Hát bài này xong sẽ nhớ luôn. Một căn nhà nhỏ nhỏ, một em gái ngây thơ, xinh tươi và bỡ ngỡ như bông hoa đầu mùa. Người hay cười é thẹn, miệng như trái mơ ngon, đôi môi màu xa vắng thơm như là quê. Em nhẹ nhàng như làn sương rũ sớm trong khu vườn êm ái, chưa thoát cơn ngủ vui. Tiếng nói em êm đềm, êm như mùa thu đến, băng lá bay chập chờn trong khung trời bình yên. Làm sao mà quên được người em gái năm xưa, sao quên được đôi mắt như trăng sao trên trời. Làm sao mà quên được đời qua phút như tên, dăm ba hạnh phúc ngắn, sao quên được mà quên. Thank you.
tóc em nhẹ nhàng như làn sương rũ sớm trong khu rừng êm ái, chưa thoát cơn ngủ vui. Tiếng nói em êm đềm, êm như mùa thu đến, băng lá bay chập chờn trong khu trời bình yên. Làm sao mà quên được người em gái năm xưa, sao quên được đôi mắt như trăng sao trên trời. Làm sao mà quên được đời qua vút như tên, dăm ba hạnh phúc ngắn. Sao quên được mà quên, dăm ba hạnh phúc ngắn. Sao quên được mà quên. Cảm ơn. Vậy thấy hậu vệ của chị hát thế nào? Tại vì hay quá cho nên tôi mới phải là đưa lên đó chứ. Có phải về con đợi cái cuốn băng đó. Chị ơi, chị dòm lại con nghe mới được. Chị dòm ngó Trần Thái Hòa một chút đó chị. Dạ. Hồi xưa chị dòm Tuấn Ngọc á. Mắt thần chị dòm Tuấn Ngọc. Thì đấy, trời. Thì bây giờ bằng chứng đâu, bây giờ đó là vang danh hết muốn, cả. Còn muốn lên nữa. Nãy nói là em cũng hát bao nhiêu năm mà em chưa có được lên vậy lắm, còn muốn lên cao nữa. Cho nên chị dòm lần nữa đi. Thôi cô đừng dòm, cô đừng dòm, con vừa mới hát bài của cô xong giờ con dòm là con sợ. Dòm cho nó lên luôn, nó đi thẳng lên trên nữa luôn. Chị có cái tay đó, mà chị nhìn người đó là người ấy nào đó là nhắm cái là lên liền à. Thế đó. Vậy là chị có một mắt, cũng giống như em vậy đó. Em sự thật là em làm cho em cái gì cũng không được hết á. Nhưng mà em làm cho người ta thì người nào cũng khá hết. Cũng giống như đưa Nguyễn Hưng vô Thúy Nga. Nguyễn Hưng cũng nổi. Rồi ngày xưa Kha Vinh Hiệp, em đưa Cao Vinh Hiệp vô Thúy Nga, bắt đầu giới thiệu chị Thúy mấy áo, sau rồi cái chị Thúy đưa qua Thủy, rồi cái người làm tóc đầu tiên là Lê Minh, hồi xưa đó cũng làm tóc cho em ở Sài Gòn, đến hồi cái là em cũng giới thiệu cho Thủy, Lê Minh cũng nổi tiếng, chị theo, ai cũng nổi tiếng, chỉ có mình em à, ai có cái tay vậy đó. Em còn muốn gì, em còn muốn gì nữa bây giờ? Lại gọi là TV chi bảo là ngọc quý, trân quý thôi chị. Phải chị nói rồi, nữa. Có cái tay chị ơi. Em là em giúp cho ai cái gì á, ví dụ người ta đang cửa hàng người ta ế mà em đứng hỏi người ta bán đắt ghê lắm vậy đó, không biết tại em mau mắn hay là em lanh chanh cho nên cái gì em cũng nhớ hết á. Chị biết một chuyện hồi xưa đó, giờ chuyện lớn tuổi nó còn nhớ nhiều nữa chị, những cái chuyện ngày xưa lâu thiệt lâu mình cũng nhớ nữa. Em còn nhớ cái này nè, em nhớ cái lúc mà sau 75 á, em nhớ chị có mở quán cà phê ở đâu nè, ở đường Phan Tôn gần nhà chị, ở chỗ đường Đinh Tiên Hoàng, cái đó là một cái apartment mà chị nhà ở chị đó. Trên lầu em nhớ em có dạ, lên Đinh Tiên Hoàng. Lúc chị mở quán cà phê, tức là lúc đó buổi tối như là mình đi làm về chị mới mở sao? Không. Đi hát Đoàn Kim Cương ra đó, em nhớ là chị rồi. Ở nhà thì chắc là có anh ấy coi. Chừng là chị về chị mới ghé đó. Cà phê thì ai phá cô? Hả? Cà phê là ai phá? Phá. Người ta phá. Mấy tức là chị lấy cái tên của mình để mở quán thôi. Không, cô làm. Thì đó con mới hỏi là... Chị cũng đứng gì tiếp khác chứ. Cưng có tưởng tượng không? Cái ghế đầu á, mà kê nguyên một cái gian phòng nó như thế này, kê ra ngoài luôn. Không có chỗ đi, bước lên trên lưng người ta đi. Tại vì buồn quá. Lúc không có gì giải trí hả? Sau 75 rồi. Trời ơi, chị biết không? Em á thì em còn đi hát chui nữa chị. Hát chui mà nó sướng vô cùng luôn. Chị biết sao cứ cà phê đó, hồi xưa có cà phê Thảo Ngọc nè ha, ở đường Cao Thắng là ông Nguyễn Cung á, Nguyễn Ngọc Cung đó, anh Nguyễn Ngọc Cung là đờn piano ngày xưa đó. Cái cà phê Thảo Ngọc là của anh Thắng ở bên Pháp, cà phê của anh Cung là cà phê gì trên đường Cao Thắng đó. Sau khi đó mà đóng cửa cà phê đó là 10 giờ đó, là tụi em hát chui. Đóng chủ quán đó, cũng đóng cửa lại luôn. Khách đi về là tụi em hát chui, nó đã vô cùng chơi. Lúc đó là nghĩa là nhạc lính, nhạc gì nghĩa là hát tùm luôn á. Hát đến 1-2 giờ sáng luôn. Ủa mà chị Quế, cái tên mà cái
Phương Hùng Quế là cái gọi là sao ta, tức là cái nghệ danh không của chị đi hát hay là cái đó là của ông Nguyễn Đức, tại vì trong là cái lò của Nguyễn Đức là gồm có Phương Hồng Hạnh đó, đó em thắc mắc cái chỗ Phương đó Hoài thấy Tâm, là Phương Hồng Quế, Phương Hồng Quế, Phương Hồng Hạnh thì hai cái đó giống nhau, em nói rồi là còn một em... còn Phương một người Hồng Ngọc nữa, nữa. Phương, Phương Hồng Ngọc và Phương Hồng Công nữa. Phương Công Phương Công hai bên ông hai chị nhà lớn đó phải không? Ồ như vậy là hồi xưa là theo một cái lớp của một thầy nào đó là chị, xong rồi thầy đặt cái đúng rồi, nghệ thầy danh đặt, thầy đặt nghệ danh là như vậy. Cả một cái trời kỷ niệm thì tôi để trở lại chương trình em hát một bài đi, sợ chúng ta không còn giờ nữa. Ừ đúng rồi, em hát đi. Một bài nữa mà cái dòng nhạc mà em vẫn yêu thích hồi nào giờ đó là nhạc Trúc Phương. Rồi em hát hạp nhạc Trúc Phương em thích lắm. À, một cái bài hát nữa mà ngày xưa phòng trạm cũng hay hát là bài Ai Cho Tôi Tình Yêu. Ừ, bài đó hay lắm à. Cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng, tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi, nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở thương còn thì chưa đến tên gọi tên tình chưa độ bên nẻo mô mà tìm nằm nghe cô đơn thoáng bước trong hồn giá bút về tìm sao rơi gối làm duyên nụ cười, tôi xin dâng tình tôi trọn đời, người hỡi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào.
nghe đúng cái chất. À, cái này là cũng là những cái bài hát ngày xưa hát ở phòng trà. Tại vì cũng có một số các em nhỏ thắc mắc hỏi mấy bài này ngày xưa đó có hát phòng trà không, nghe nói là nhạc bolero này kia nọ đó, nhạc lính là không hát ở trong phòng trà, nhưng mà có một số bài hát đại nhạc hội và cũng có một số bài hát ở phòng trà được. Chẳng hạn những bài này, những bài Chuyện Chúng Mình, rồi những cái bài như là của Hoàng Trang, Không Bao Giờ Quên Anh, thì những bài này vẫn hát ở phòng trà rất là thường. Mà em thèm nhớ ngày xưa đó, chị Thu, mấy chị em mình ngày xưa đó, phải nói rằng tuy rằng là không có ở gần nhau nhiều, nhưng mà trên dưới rất là thuận hòa, rất là đàng hoàng. Em nhớ ngày xưa vậy, chẳng hạn như là chị là lứa tuổi lớn hơn em, chị của em, thì đàn chị thì là tụi em gặp phải chào chị trước, lúc nào cũng vậy hết á. Nó có cái tôn ti trật tự chị. Rồi xưa là chị với chị Khánh Ly là hát chung với nhau, đều là danh ca hết. Đó, mà người ngoài thì người ta nói là hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ. Đó, thì theo chị thấy cái câu đó có đúng hay không? Một phần nào đúng. Một phần nào đúng. Mà thường thường đó, hay ganh lắm. Không, chị nhận thấy như vậy thật. Mà ganh đua thì tốt, nhưng mà đừng ganh mà... ganh ghét á. À. Ừ, ganh ghét. Và cho con tò mò cái này một cái. Cô là hình như cô hát nhạc của Trịnh Công Sơn trước cô Khánh Ly. Đúng rồi. Nhưng đúng mà rồi. Tại sao hồi đó cô không tiếp tục cô hát nữa? Đó, đó là lý do mà cô ký giao kèo với hơn. À, độc tức quyền là về... với à. lại ông Cường với lại Joe đó. Nhưng mà hình như nhờ cái chuyện đó mà tự nhiên lại tạo ra một cái mối lương duyên cho hai người kỳ vọng cô. Đúng rồi. Tại vì... Ở Âu Lưu Kim Cương đó. Yeah. Có một buổi hát cuối cùng của cô ở Dược Hoa. Thì anh ấy tới, anh ấy nói Thu coi chừng đó nha, sẽ có một người thế Thu đó. Ủa vậy hả? Welcome. Thì lúc đó là cô đã, tại vì chắc có lẽ anh ấy nghe Phong Thanh làm ký giao kèo và ngưng hát, tại vì anh Sơn anh có nói anh buồn lắm. Hồi đó cô hay đi hát với lại anh Sơn đi du ca đó, nên là sau anh buồn quá, anh tại vì cô có nói rằng là anh ơi, Thu mình phải chia tay về cái vụ này, lý do là cũng vì gia cảnh cho nên. À, tức là chú Trịnh Công Sơn hồi đó là thích làm cái chương trình mà du ca, nhưng mà cô thì cô lại có gia đình, cô không có đi hát nhiều nơi. Có hát một thời gian rồi, tất cả các phân khoa là dược rồi y rồi luật rồi họ kia đi hết rồi, nhưng mà sau cùng thì khi ký với ông Cường thì không thể nào tiếp tục được nữa. Và cô Khánh Ly là người thế vào. Tức là chú Trịnh Công Sơn lúc đó là lên Đà Lạt, lang thang lên Đà Lạt, đó gặp là... cô Khánh Ly trên đó, xong lại mời cô Khánh Ly về lại. Không biết là gặp ở đâu, nhưng mà đó là định mệnh. Nhờ đó mà tự nhiên trong cái nền âm nhạc Việt Nam mình lại có thêm một cái cặp nhạc trai thường, nhạc sĩ. Thường thường nó là như vậy. Cái này cô nói không có ý ẩn ý gì nhé. Luôn luôn ở trong giới giang hồ, trong các sách kiếm hiệp hay là trong cái cuộc đời, luôn luôn có hai mà... một bên tránh một bên tà. Cô nói không có ẩn ý gì hết nhá, nhưng mà luôn luôn nó là phải song song với nhau. Chứ nếu mà một mình đấu kiếm giữa chợ giữa trăng á, thì nó không có, không có địch thủ thì không tiến bộ được, không có cái tranh. Gì để mà so sánh cả. Luôn luôn là như vậy. Mà con thích là mỗi lần mà hồi xưa có mấy lần gặp cô với cô Lệ Thu đi hát chung hai người, con thích cách nói chuyện của hai cô. Đó là nói chuyện là rất là lạ, là mày tao, con chưa bao giờ con thấy như vậy hết. Cho nên khi mà con thấy hai cô mà nói chuyện như vậy, tự nhiên con thấy có cái gì nó rất là lạ, rất là hay. Tại vì thân tại, đó từ nhỏ tại vì không hát cô? Hát với nhau từ hồi nhỏ, từ ban Hoa Xuân. Hoa Xuân của Ngọc Bích, của anh Ngọc Bích. Còn nhớ cái chuyện đó, cô Khánh Ly hồi xưa là bảo vệ cho cô lúc còn bé, ai bắt nạt gì đó, có đó có không cô? Tức là nói là hai đứa đi hát chung trong cái ban thiếu nhi gì đó, xong rồi cái cô bị xong rồi là sao cái Thu khóc gì đó. Cô hay cái gì đó, cô hay thẹn đó. Xong cô khóc cái thì thôi, nó lại nó hỏi thăm thôi. Nhưng mà lúc đó bé là đã đi hát chung rồi hả cô? Bé là cũng 14, 15 tuổi rồi. Chứ đâu có bé lắm đâu. cái đó là mấy kỷ niệm cũng vui vui. Giống như hồi xưa em đi hát phòng trà Bồng Lai đó, chị nhớ không? Em đi cái Velo Select đó, cái thời mà Bồng Lai đó, thì nói em mới nhớ lại. Chị Hương Lan nhà ta nè, hai đứa, em thì em lớn Hương Lan 3 tuổi, hai đứa hát phòng trà Bồng Lai. Em hát trước, em đi xuống, mà Hương Lan lên.
À, mà em cứ thập thò em không đi phòng trà khác. Cái Hương Lan hỏi chứ, ủa sao mày còn đứng đây giờ này vậy? Sao mày chưa đi? Tao không dám ra. Hỏi gì vậy? Có thằng cha nào đem mắt kiến đứng chờ nãy giờ tao sợ tao không dám ra. Đâu ai đâu? Bà Hương Lan hồi nhỏ chống đạnh bà ra nghe. Chống đạnh bà ra. Thằng nào đâu? Chị coi. Nè, đứng theo chị tôi hoài nha. Đi. Trời, cái anh kia lén lén bỏ đi, chắc cũng sinh viên học sinh như thế đó, còn mắc kiến vậy phải không, mà không có tiền lên phòng trà thí dụ vậy thì đứng ở dưới thương. Chờ mà em đâu có dám ra, em nhát gần chết vậy đó. Bà Hương Lan ra cu bồ đuổi ganh đi. Thời nhỏ nó rất là vui. Về cái vụ mà cô đó đi hát đó mà nổi tiếng đó, rất nhiều anh sinh viên hồi đó anh ấy rất muốn đến phòng trà để nghe cô hát hoặc là làm quen gì đó. Tội nghiệp nghèo không có. Đến bây giờ khi đến thời gian sau này đã gặp lại đó, anh bảo hồi đó tôi thích Lệ Thu lắm, mê Lệ Thu lắm, nhưng mà nghèo quá không dám với tới, tội ha. Mà có thấy một điều nữa là Lệ Thu là một trong những số ít những cái ca sĩ mà không, hình như là không có một cái nhạc sĩ nào viết nhạc riêng cho một mình giọng hát của cô. Cô hát nhiều thể loại. Tại vì con nhớ cô có lần cô hỏi cô nói là cô thích nhất hay là cô nghĩ là cô hợp với một cái dòng nhạc nào, thì cô nói là bài nào thích thì cô hát thôi, chứ cô không có phải là... Không phải, bài nào mà cô hợp, hợp. Cô hát. Thì cô hát, nhưng không có nghĩa là bài cô không hát là dở. Nhưng mà vậy thì trong tất cả những nhạc sĩ từ cái giai đoạn từ hồi cô đi hát cho tới bây giờ, thì cô có được người nhạc sĩ nào viết một cái bài nào mà gọi là riêng tặng chị không? Nhiều lắm. Ví dụ như cô cho nước mắt mùa thu là ông Phạm Duy này. Ví dụ như là ông Trường Sa là Xin Còn Gọi Tên Nhau là. Tức là những bài đó là hai cô hát đầu tiên. Ví dụ như ông Cung Tiến là Mắt Buồn đấy. Còn cái bài Mái Tóc Dạ Hương thì sao? Không, Mái Tóc Dạ Hương có trước, Mái Tóc Dạ Hương có trước. Mái Tóc Dạ Hương là thơ của ai nhỉ? Không biết, nhưng mà em biết là của Nguyễn Hiền thôi, nhưng mà không biết. Nhưng Mái Tóc Dạ Hương có lâu rồi. Có lâu rồi. Tức là bài nào cô thích thấy hợp là cô hát, chứ không có phải. Nhưng mà cô thích tìm những cái bài khó. Thế đúng rồi. Chị ơi, có một cái bài mà khó mà rất là hay mà em nhớ ngày xưa chị hát là bài Tan Tác. Không, Tan Tác dễ. Tan Tác dễ. Kiếp nào có yêu nhau cũng khó, mà Tan Tác cũng khó hát lắm. Không, chị tan ơi. Tan Tác dễ. Tan Tác của nhạc sĩ Tu Mi đó. Mây Bơ La, trời đẹp của tôi. Cái bài khó đó là cái bài Mắt Biếc mà cháu đề nghị ban nãy. Bài Mắt Biếc của Cung Tiến hả? Mắt lên màu nhớ, không phải không? Không phải Mắt Buồn, Mắt Buồn. Không phải Mắt Biếc. Tại vì cái bài đó là của Ngô Thị Miên, có một bài Mắt Biếc. Không. Trùng tên thôi. Trùng tên thôi. Nhưng mà có một bài của Cung Tiến, bài đó thì rất là hiếm người hát, bởi vì hát không nổi, hát không nổi. Dạ, cái kiểu của Tây Phương mà kiểu mà nhạc tiếng phòng. Ừ. Mà cái nốt nó cứ bemol dièse, bemol. Mà cuốn đó hình như là cô có hát trong cuốn Đúng rồi, của cô, không cô. Dạ. Con còn nhớ cái, tại vì sau khi mà cô đưa cái cuốn băng trần qua cho con, đổi qua thành digital cho cô làm, thì con nhớ là con có nghe cái bài đó và con nói wow, ngày xưa mà cô Lệ Thu cô chọn toàn những cái bài khó trong cuốn đó cô hát không? Chuyên môn bài khó không? Hay chứ, cái bài Tan Tác cũng hay lắm á. Bài Tan Tác của Tu Mi không chị? Ừ, bài đó hồi xưa của B, hồi xưa đó là có cái chị Yến Vĩ, chị nhớ không? Ừ. Ca sĩ Yến Vĩ hồi xưa đó. Gà Sông Thiên đó. Đó, chị Yến Vĩ đó. Mà ngày xưa đó là ca sĩ đi hát á, có những cái phòng trà rất là dễ thương. Chẳng hạn như phòng trà La Cigan, chị nhớ không? Nó nhỏ xíu ở cái đường Đinh Tiên Hoàng đó, gần nhà chị đó. Thì có một cái ông Tây ông làm chủ. À, thì là ông cái giống như bên Tây y hệt vậy đó. Đó, nó nhỏ xíu chừng khoảng là mấy chục người khách thôi. Là những ca sĩ như cô chị Yến Vĩ nè, chị Thu Thủy ha chị ha. Mấy chị ngày xưa mà con hát phòng trà em nhớ đó. Cỡ đợt của chị đó là cái là hát đủ loại nhạc hết. Chị Yến Vĩ hát cái bài đó, rồi chị Uyên Phương. Chị Uyên Phương chị nhớ. Uyên Phương là cháu của Bạch Yến á, chứ không phải là Lê Uyên Phương bây giờ. Uyên Phương là cháu chị Bạch Yến, hát bài Tan Tác cũng rất là hay. Hai cái người mà hát Tan Tác mà hay là chị Uyên Phương. Là em nghe đó, em nghe ở phòng trà đó. Rồi tới chị Yến Vĩ. Sau này chị Yến Vĩ không đi hát nữa. Rồi chị Mỹ Dung. Chị nhớ ca sĩ Mỹ Dung không? Không phải Trang Mỹ Dung nha. Chị Mỹ Dung em hát là phòng trà là em nhớ chị. Mỹ Dung là vợ của Lưu. Anh gì mà cầu thủ đá banh á. Ủa vậy hả? Chị đó đó. Còn vợ Lưu Hồng là cô Mỹ Dung là hát nhạc ngoại quốc khác nữa. Còn chị Mỹ Dung này là hát nhạc rumba. Mà lâu lâu có hát nhạc Pháp nữa. Phải nói rằng hồi xưa ca sĩ phòng trà của mình nhiều lắm chị. Dạ. Và hát được rất là nhiều loại nhạc. Đó hồi xưa cô bị ai tán mà nhạc sĩ không cô?
nhạc sĩ có ai tán á? Ai tán mà nhạc sĩ không? Tán hay là tán? Tán tỉnh á. À, tán tỉnh à? Nhiều lắm, nhiều lắm. Bí, bật mí đi cô. Bật mí thì không được. Sao vậy? Cho tụi con biết, tại vì những cái đó là chị nhiều. Chị kể đi chứ bây giờ mai sau đâu có bây ai giờ, biết. Có những tác phẩm mà vừa nhờ cái chuyện đó mà. Người ta có gia đình, người ta có gia đình hết rồi, à. Hiểu không? Rồi bây giờ mình nói như vậy cái là đổ bể hết. Không phải mình nói, mình nhắc kỷ niệm thôi. mình đừng có làm. Thế cho cháu thấy cô của cháu như thế này mà bộ không có nhạc sĩ nào mà tán. Con chỉ sợ tại lúc đó cô cao quá người ta không dám tới. Chị thôi có chân ca đâu phải dễ đâu mà. Chị thôi có chuyện em biết nha. Nhiều lắm. Em biết một trong những đó mà thôi, chị không cho nói thì em im thôi, nhưng mà em biết để hết quay rồi. Hình xong rồi mình nói cho em nghe. À thì chút xíu nữa đi. Giờ tạm thời chị Thu không muốn thì mình đâu nói làm gì đúng không? À bây giờ em trở lại. Nãy giờ đó, tại vì em khơi chuyện ra chứ còn mình hơi khoe khoang đấy. Chị thấy là chị hơi khoe khoang. Không thật đấy. Về cái vụ mà rau kèo 1 triệu đó là em moi ra. Rồi nhưng mà mấy không, cái đó thì cái đó là để nói cho biết cho vui để mà cái sinh hoạt này kia, cái sinh hoạt của tại vì tụi con thấy ca sĩ cái... hồi xưa tụi em hát phòng trà đó 1 tháng đó là để coi coi một chỗ em hát đó là nửa tiếng đó là ở Olympia là hình như là 50.000 tháng đó đó, rồi em đi qua chỗ kia em đi 5-6 chỗ, em không hát một chỗ độc quyền như chị, em đi 5-6 chỗ phòng trà thì là 1 tháng em cũng hát mấy trăm ngàn rồi, có chỗ trả 50.000, có chỗ 80.000 thí dụ vậy đó. Đó thì em cũng hát là 5-6 chỗ là mấy trăm ngàn nữa. Chị còn nhớ đó là hồi mà mới sang đây đó thì cái phòng trà Caravan đó, em nhớ dạ, không? Dạ. Của ông Long á. Của ông Long đó. Cái hồi đó là có Việt Thảo làm MC ở đó. Cái bây giờ con nhắc lại chị cũng không sợ nữa. Tại vì thế này, hát thì cachet có 100 đồng. 100 đồng nha. Mà tính của cô đó, ai đưa tiền nó mắc cỡ, không dám đếm. Cái nó cứ nhét vào phong bì nó dán lại. Về nhà có 80 à? Lúc mới sang đây hả cô? Xong rồi là lại nói nó bảo em đưa đủ mà chị. Lần nào cũng vậy hết. Tại cái can cái tội và cứ không, mắc cỡ không có chịu đếm tiền. Thì cái đó là những cái vui vui của mình mà nhiều khi mình nói đó là khán giả cũng thích nghe lắm chị. Dạ, cái đó cái đời sống của mình, cái sinh hoạt của mình bình thường á. Thì... còn nữa, bây giờ mới đây nữa. Ví dụ một các xe mà cả sắp 2-3 ngàn chẳng hạn ấy, xong rồi là nó đếm cái thật lẹ, trong đó có mấy tờ giấy 20. Là mỗi 100 là mình đã mất đi 80 từ rồi. Từ cái lương 1 triệu đồng trước 75, xong rồi đến khi mình nhận cái tiền đó thì cô cảm giác sao? Chẳng sao cả, bởi vì thời nào thì nó là ở đó, thời đó. Mà cô chỉ thấy là làm sao đi hát mà đủ sống để mình được đi hát. Không, thích cô không? Cô không có cái quan niệm cái đủ sống, yeah. Mà là cô cho là cái nghiệp của cô. Cái không phải là cái nghề nữa mà là cái nghiệp. Thì tự dưng nó đeo đuổi, tự dưng người ta mời đến thì mình thích thì hát, không thích thì thôi. Chứ còn cái mà kế sinh nhai đó, thì chưa hẳn là phải thế. Tại vì nhà cô thì không đến nỗi nào, thì cháu biết rồi đó. Còn quan mà đúng không? Thôi. Môi ra lại môi nó khổ quá được chưa lại. Thôi khổ quá. Cô hát đi. Khổ, hát đi. Biết rồi, khổ biết rồi. Lắm nói mãi khổ. Này chị Bùi Thị Oanh là người Bắc đấy. Chị Oanh là chị tại Oanh. Con biết cô là bởi vì sao? Chị Quế biết tại sao hồi xưa mới của Việt Nam qua đây đó là em đi vào trong em làm trong một cái trường thẩm mỹ. Cái trường thẩm mỹ đó là trong đó có một cái hồ sơ của cô Lệ Thu. Tại hồi xưa cô đi học được cô mở tiệm đó. Cho nên từ đó con mới biết cô. Sau này tại vì mấy bác ở trong đó bác nhắc đấy. Biết đây là ai không? Lệ Thu đấy, cô ca sĩ Lệ Thu đấy. Tại vì lúc mà em phải đánh máy cái hồ sơ đó vào thì mấy bác đó là lúc nào cũng chỉ như vậy, tại vì đặc biệt đó tại hồi xưa cô là thần tượng của mấy bác đó mà. Cho nên bởi vì em mới biết. Còn biết về cô là như vậy đó. Chị Thu có nhớ chị Thu là đi sanh ở ngoài Bắc, nhưng mà chị Thu vô Bắc vô Nam năm nào chị Thu? 1953 đi bằng máy bay. Chị di cư bằng máy bay chị luôn. Chị có nhớ không? Chị phải di sang. Cư. Ông già bắt đi. Tức là 1954 là người ta di cư đúng không? Ừ, nhưng mà mang đi trước 1953. Thành ra chị có nhớ hình ảnh về Hà Nội gì không? Chị có nhớ nhiều chứ. Không? Cái chị ở Hà Nội mà. Nhớ nhiều không chị? Cũng sơ sơ. Hà Nội nó có 36 phố phường, nó có 5 cửa ô, có bao nhiêu đó.
Dạ, nhưng mà rất là đẹp, cảnh rất là đẹp. À, thì bây giờ Hòa hát bài nữa đi. Em hát bài nữa hả? Được. Mình hát bài Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội không, đi. Cái bài Hòa còn một cái bài hát nữa mà được rất là nhiều người gửi vào Trung tâm Thúy Nga yêu cầu. Là? À, bài gì bài, của Ngô Thị Miên đó. À, biết rồi. Biết bao giờ trở lại không? Biết bao giờ trở lại. Cô cũng thích nghe bài đó. Dạ. Rồi, như vậy thì Trần Thế Hòa xin mời quý vị cùng nghe lại bài Biết Bao Giờ Trở Lại của nhạc sĩ Ngô Thị Miên một lần nữa. Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Sài Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi. Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi, nụ cười còn tươi nét môi, hay áo màu phai úa rồi. Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Hỏi lòng nhau, cơn mưa nào xóa đi thương đau. Bao tháng năm dài, miệt mài, đời như khói sương. Nhìn chung dòng sông vẫn vương, để nhớ thương lệ mắt buồn. Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về, dù hồn nghe tái tê, tìm đâu thấy những cơn mộng mê. Một ngày nào đó như cánh chim bạt gió, có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha. Tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại, để cùng em dòng chơi tìm những cánh sao rơi, cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui, nụ cười về tươi nét môi, hạnh phúc tôi một góc trời. Tái tê, tìm đâu thấy những cơn mộng mê. Một ngày nào đó như cánh chim bạt gió, có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha. Tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại, để cùng em dòng chơi tìm những cánh sao rơi, cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui, nụ cười về tươi nét môi, hạnh phúc tôi một góc trời. Hạnh phúc tôi một góc trời. Bài Ngô Thị Miên sáng tác bài này nhớ Sài Gòn hả chị? Bài nào cũng hay, anh Miên, anh Ngô Thị Miên. Không nhớ Ngô Thị Miên nhiều bài hát hay lắm. Dễ thương. Dạ. Chị còn nhớ mãi, anh ấy tổ chức cái buổi một cái concert ở Hội Việt Mỹ đó. Trời ơi, hát
Mà cô lại thú vị là chị có biết không, cái cuốn băng mà nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Ngô Thụy Biên mà hay nhất luôn á, là cuốn băng do Trung Thúy Nga phát hành năm 1972. Rồi. Trong đó con còn nhớ là cô hát Giáng Ngọc nè, rồi bản tình cuối nè, cô Thái Thanh hát Tụi 13 nè, Paris Có Gì Lạ Không Em nè, cô Châu Hà hát Từ Giọng Hát Em nè. Đúng rồi. Rồi có Xuân Sơn hát, có Sơn Ca hát, còn Khánh Ly là Dấu Tình Sầu và cái bài gì nữa ta? Rồi có Duy Trác nữa, Duy Quang, rồi toàn là những bài hay, cuốn đó tuyệt vời. Mang cái đó là quá tuyệt vời ha, cuốn nó phải nói bây giờ mà thực hiện đó khó em lắm. Bây giờ em muốn sao mà được tái bản cái đó ra thành CD gì đó để lại mua liền em nghe, tại cuốn đó quá sức hay đi, cuốn đó thật là hay luôn. Ngày xưa ở Sài Gòn thì là cassette không à. Mà cuốn đó là của nhạc sĩ Văn Phụng hòa âm cộng với lại nhạc sĩ Ngô Thụy Biên là hồi đó violin nữa đó, cho nên là cuốn đó là tuyệt vời luôn em thấy. Dạ, rất là hay. Thì là mình nghe cái bài vừa rồi mình rất là nhớ Sài Gòn. Thưa quý vị, bài hát sắp tới đây thì là của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Mà nếu mà nói tới nhạc sĩ Phạm Đình Chương thì chúng ta không thể nào mà không nhớ Ban Thăng Long, phải không chị? Đúng rồi. Ban Thăng Long, Thăng Long rất là nổi tiếng. Mà ngày xưa đó thì phòng trà Đêm Màu Hồng là cái nơi mà hàng đêm cô Thái Thanh, chú Hoài Trung, Hoài Bắc. Với chị. Chị là em có hát Đêm Màu Hồng cho cô Thái Thanh nữa. Thì cái khoảng thời gian đó là cái bài hát này là đêm nào cũng được yêu cầu hết. Phòng trà thì hay gửi giấy lên yêu cầu đó chị. Đêm nào cũng yêu cầu hết. Thì chị em không biết là chị hát ở thời gian nào, chắc chị hát trước em. Em thì em hát Đêm Màu Hồng là khoảng năm 72 đó. Lúc cô Thái Thanh chị hát trước gọi em về hát là năm Đêm Màu Hồng năm 72 đó. Đó, thành thử ra là ca sĩ này gọi ca sĩ kia về phòng trà mình hát tới thích. Thì bài hát mà em thấy rằng phải nói rằng chú Phạm Đình Chương là ở trong ban tam ca Thăng Long, Thăng Long chú Phạm Đình Chương là Hoài Trung phải không chị? Hoài Bắc. Chú Phạm Chương là Hoài Bắc. Dạ. Thì em hay nhớ là cô Thái Thành á dạy em nhiều thứ lắm. Chiều buổi ban ngày đó cô kêu tới nhà cô chơi, lúc đó Ý Lan còn nhỏ xíu cô kêu tới nhà chơi thì cô hay dạy em nhiều thứ lắm. Bây giờ cô mất mà em vẫn nhớ cô là cô nói con ơi, con đi hát về ban đêm á, con phải nhớ chùi mặt phấn cho nó kỹ, con rửa mặt cho sạch, con đừng có để cái mặt phấn mà đi ngủ nó hư da. Như cô lớn tuổi mà da cô còn như thế này là nhờ cô giữ kỹ đó. Thì cái câu nói của Thái Thanh lúc em có 16, 17 tuổi thôi mà em nhớ, chị biết không? Cho nên bây giờ mặc dù đi hát mệt mỏi bao nhiêu về em cũng phải chùi mặt cho thật sạch em mới đi ngủ. Đúng rồi. Cái đó là cái cô Thái Thanh dạy em lúc em mới ra đời đi hát. Cô dạy em xài cái phấn gì để mà đi hát đó, thì những cái kỷ niệm của cô Thái Thanh em nhớ mãi là cô dịu dàng lắm. Ý Lan bây giờ thì cũng dịu dàng giống mẹ vậy đó, cả hai mẹ con Ý Lan giống mẹ lắm. Thành ra là khi mà nhắc tới cô Thái Thanh là em nhớ cô lắm, nhớ cô thương cô dạy em hồi nhỏ đó. Dạ. Ủa chị Quế, hình như là Đêm Màu Hồng cũng là tên của một cái bài hát của chú Phạm Đình Chương phải không chị? Đúng rồi, em có cái bài hát Đêm Màu Hồng đó, mà ngày xưa thì ban tam ca Thăng Long cũng có hát ở Đêm Màu Hồng. Bài đó là thơ hình như là của Thanh Tâm Tuyền. Lấy tên bài hát đặt cho cái nightclub đó luôn. Thôi bây giờ để mình gợi nhớ Sài Gòn ngày xưa thì và nhớ Hà Nội nữa, xứ của chị Oanh nữa, quê hương của chị Bùi Thị Oanh nữa. Chị con cháu bà Bùi Thị Xuân đó đừng có tèo bỏ vậy hả? Chị Bùi Thị Oanh là tên cúng cơm đó phải không? Đúng rồi đó. Dạ em xin lỗi chị, hôm nay em gọi tên cúng cơm chị nhé. Quỷ xứ này nó gọi là Thị Oanh không à? Đừng gọi thì mệt nhé. Coi là Oanh Bùi. Qua Mỹ thì gọi là Oanh Bùi. Oanh Bùi. Dạ. Thôi bây giờ để nhớ quê hương xứ sở của chị Oanh, chị Bùi Thị Oanh thì chúng mình hát bài Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội. Rồi. Dạ vâng, okay. Để tặng tất cả quý vị khán thính giả, người Nam, người Bắc, người nào cũng nghe để nhớ Sài Gòn. Và như một lời chào tạm biệt. Dạ vâng.
yêu trong ngục tù. Tuổi thân nhớ bao ngày qua, mưa mùi thương đã trên dòng sông Hồng Hà. Ôi còn đâu vàng son mùa thơ hiền hòa, đau lòng thăm rùa thế hùng bơ vơ thành đô xác xơ. Uống liêu trong nỗi u hoài, lòng người sống lạc loài, thế đường mềm mãi gầy. Bao oan trái dần tê tái, cho kiếp người héo Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng hết rồi, hết giờ rồi. Thì chị Lệ Thu, Trần Thái Hòa, Phương Quế xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị và mong rằng những giây phút vừa qua đã mang đến cho quý vị một phần nào đó vui tươi và thoải mái. Chúc quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc. Còn rơi ta còn nước rơi nắng yêu thương vào đời vang trời tiếng cười ấm niềm tin hồn người mây trắng vui tươi tình quê ngút khơi từ gió phơi phơi. Bột bánh xèo hương xưa hân hạnh đồng hành cùng chương trình.